Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cặp song sinh nhà Hà Hồ hợp tác chụp bộ ảnh lại bị Hà Hồ diêm hàng. Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục chia sẻ bộ ảnh mới xịn sò của hai nhóc tiên Lisa và Leon. Không quên hé lộ thêm những thói quen xấu đáng yêu của con. Sáng ngày 23 tháng 10, Hồ Ngọc Hà chia sẻ bộ ảnh mới của hai con Lisa và Leon. Bộ đôi nhóc tì được mẹ chuẩn bị áo quần màu trắng đồng điệu, mang lại cảm giác dễ chịu. Gần một tuổi và đã nhiều lần được mẹ chụp hình nên cặp song sinh rất giản dị trước ống kính. Biểu cảm tương xịu của Lisa Leon lại đốn tim người hâm mộ. Trong một khung hình khác, Lisa lại thể hiện biểu cảm như làm nũng, hờn giỏi trong rất đáng yêu tiểu công chúa nhà kim lý bị cư dân mạng treo gương mặt tấu hài chẳng thua kém gì em út leon leon với góc nghiêng khoe chiếc má phúng phính lisa lộ chiếc bụng khiến dân tình được dịp cười nghiêng ngả nét mặt có chút hờn giỏi của lisa chiếm trọn botline trong khung hình một khoảnh khắc khiến dân mạng lụi tim đến từ nhóc tì lisa không chỉ khoe bộ ảnh xịn xò của hai con hồ ngọc hà còn tiết lộ cả thật xấu đáng yêu của nhóc tì các mẹ bỉm cũng thường đùa rằng sinh con gái để nết na thùy mị. Nhưng Lisa lại không như thế. Chồng ca cả một trời thương nhớ tiết lộ. Khoảnh khắc ái nữ vô tư cắn móng chân không mang đến hình tượng thục nữ dịu dàng. Bà xã Kim Lý còn công khai giây phút ái nữ Lisa vừa ngủ dậy, gương mặt vẫn còn say giấc, dáng vẻ của nhóc tì lúc này trông rất đáng yêu, hai mắt to tròn, khẳng định thừa hưởng hết nét đẹp từ cả bố và mẹ. Trái ngược với cô chị Lisa, Leon lại bị mẹ tiết lộ thói quen ham ngủ. Khi chị ba đã thức giấc, Leon vẫn còn ôm thú bông trong lòng và say giấc ngon lành. Lúc ngủ cầu út nhà Kim Lý không còn vẻ nghịch ngợm, nhưng biểu cảm vẫn tấu hề, nhất là đôi môi hé mở. Càng lớn các bé càng có thêm nhiều điều hài hước. Đã đến lúc Leon biết nhìn mình qua màn hình điện thoại, vừa thấy hình ảnh của bản thân, cậu đã nở nụ cười e thẹn và ngại ngùng. Chẳng những thế nhóc tì gây chú ý khi bạn lẻn quay đi chỗ khác, úp mặt xuống sàn để không bị quay hình nữa. Tuy nhiên khi được gọi tên, Leon vẫn cười toe toét, khoe hết sáu chiếc răng đáng yêu. Dù quý tử thẹn thùng nhưng nụ cười thương hiệu vẫn xuất hiện như mọi khi. Đặc biệt mọi người phát hiện ra, nay phần tóc của Leon đã mọc được lõm chõm, trông rất đáng yêu. Biểu cảm của Leon rất đa dạng, đang cười đó, nhưng vài giây sau đã khóc òa, dù chẳng rõ lý do. Hà Hồ làm phụ huynh cũng khá thích dìm hàng nhóc tì. Leon vốn chỉ là cậu bé hài hước bởi những khoảnh khắc đời thường, nên dù khóc hay cười, cô đều khoe hết lên story. Đang mất cỡ trước ống kính, thì bức ảnh tiếp theo đã thấy cậu méo máu gương mặt đỏ bừng. Lisa Leon của Hồ Ngọc Hà luôn mang đến cảm giác năng động vui vẻ cho cư dân mạng. Cặp song sinh nhận được nhiều sự yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng từ bố mẹ. Nhiều lần người hâm mộ phát hờn với giây phút, nam diễn viên Kim Lý hóa ông bố chính hiệu, ôm con gái cưng trong vòng tay và ngủ hay nô đùa với con. Thời gian gần đây, giọng ca gửi người yêu cũ đã bắt đầu trở lại với công việc, do đó Kim Lý lại phải mọc nách hai con, nhưng chẳng hề than vãn. Anh còn chụp loạt ảnh đáng yêu bên cặp song sinh và gửi để ca khỉa bà xã. Chỉ mới xa con chưa bao lâu, Hà Hồ đã bắt đầu thấy nhớ nhung và ghen tị với Kim Lý. Cuộc sống gia đình Hồ Ngọc Hà Kim Lý luôn tràn ngập những hạnh phúc và tiếng cười rơm rã. Cặp song sinh Lisa Leon nổi tiếng chẳng kém bố mẹ, được khuyên hoạt động nghệ thuật khi lớn lên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.